Sáng nay, khoa Công nghệ điện trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chính thức nhận gói thiết bị đóng cắt từ tập đoàn Fuji Electric Nhật Bản. Tổng giá trị gói thiết bị này trị giá gần 800 triệu đồng. Gói thiết bị được đưa vào mô hình giảng dạy cho hai môn học: thí nghiệm khí cụ điện và thực hành cung cấp điện. Tại lễ bàn giao, phía công ty Nhật Bản cũng cho biết sẽ tiếp tục tài trợ các chủng loại thiết bị đóng cắt. Trải qua hơn 10 năm phát triển, đến nay công ty Hậu Phương trở thành nhà phân phối và nhà tích hợp hệ thống trong lĩnh vực điện tự động hóa tại Việt Nam. Công ty nhập khẩu và phân phối những sản phẩm điện tự động hóa có chất lượng cao của các thương hiệu uy tín của Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên kết hợp với các chuyên gia nước ngoài, tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng của nhân viên, đồng thời hỗ trợ đối tác và khách hàng khi sử dụng sản phẩm của công ty. Vừa qua, công ty phối hợp cùng tập đoàn Fuji Electric Nhật Bản bàn giao thiết bị và hệ thống điện cho trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp sinh viên khoa Công nghệ điện của trường có cơ hội thực hành với những thiết bị hiện đại. Hiện nay, các sản phẩm do công ty Hậu Phương cung cấp đã có mặt tại các khu công nghiệp trọng điểm trên cả nước. Kỳ nghỉ thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì một lần nữa thì ở đây có một cái câu châm ngôn rất hay là Hậu Phương đoàn kết và phát triển. Đó là cái mong muốn mà của ban lãnh đạo công ty Hậu Phương quyết làm cho bằng được trong những năm tới, và cần rất là cần cái sự đoàn kết của tất cả mọi người. Hậu Phương ơi, đoàn kết.